Aquí eso, eso preparado corda que hacen para amarrar con ella. ¿Es corda o corriente? Corriente. Milo y son corriente. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giả Vlog Cuộc Sống của Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là anh em mình tiếp tục quay trở lại là nông trại các bạn. Thì hiện tại anh Thạch và mấy em đang ở bên chỗ trang trại, hiện tại đang cày bên đây. Thì mình đi qua đây là hôm nay là thấy anh quản lý gọi cho mình, là vì hôm kia là mình cũng như anh quản lý đi với mình đi lên trên kia mà các bạn, đi lên trên chỗ huyền đấy để lại máy móc. Thì anh quản lý bảo là hôm nay là anh lại máy đến đấy xem đất để mà đưa cái dụng cụ xuống đấy các bạn, giống như cày cái lưỡi cày đây là cái mà để mà làm đất cho nhỏ đấy các bạn. Đấy thì ngày hôm nay thì không biết máy đã đến hay chưa, thì mình thấy thông báo tin đấy là mình chạy quá ngay các bạn vì vui mà. Vì bây giờ hiện tại cũng nói thật là trời cũng chưa mưa, đất hiện tại đang rất là cứng, thì chúng ta trong máy xuống cày đây cứ phơi khoảng tầm một tuần nên là mình sẽ chia đất. Nói trong cày xong là mình sẽ chia đất các bạn. Đấy, mình sẽ chia đất thì trước mắt là sẽ chia cho 4 bản. Đấy, còn 4 bản trường bản thì sau đây các 4 bản trường bản nó sẽ chia nhau ra. Thì để cày xong là mình sẽ mượn cái giấy, thước giấy lên mình sẽ đo là chia theo ở phía dưới này, là hầu như bản nào cũng có chỗ gần được để mà tưới đấy các bạn. Còn chạy dài sẽ chia dọc như này. Đấy, sẽ chia theo dọc. Thì hiện tại đang ở đấy đang xây nhà các bạn, đang xây nhà. Thì đã được một ngôi nhà gần xong rồi. Còn một ngôi nhà giống như nhà văn hóa đấy các bạn, để tập kết mà những cái dụng cụ để làm việc đấy. Đấy, hôm nay nghe cái tin này là phải chạy đến chạy quá ngay. Giờ chỉ cần cày xong chia đất trồng rồi đấy các bạn. Vì hiện tại trời cũng chưa mưa. Đấy, mấy lâu nay là cũng chưa mưa. Ở trên chỗ Quang Linh thì đã mưa rồi, mà dưới này là chưa mưa. Đất bây giờ đang cực kỳ hiện tại bây giờ cực kỳ nóng các bạn. Nắng nóng gay gắt luôn. Bon dia. Tudo bem? Si si, quay nuka. Ka. Che tu. Ê, xin chào tất cả. À, mình cũng có mua mấy cái ở trên kia. Dạ, yêu cho cô bà đây, xin chào là. Mai đi bố yêu bố tất cả. Ê, xin chào mà phi là u mà phi là kì chứ. Ê, xin chào mà yêu. 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 À, ta đuên thì ô cùng một xin. À, hôm nay là có hai đội thờ được là đang bảo là bác bảo là đang có người mất trong bản ấy, cho nên là không đến được. Đấy. Ese es su apartamento nuevo. Su apartamento nuevo. Su apartamento nuevo. Ok, cặp mặt trường bản cũng lên, chỉ có là một số người dân thôi các bạn. Một số người dân thôi. Đấy, hiện tại đang xây là chúng là xây ba hàng này. Thì mai thì mấy anh kia đến nữa thì xây sẽ nhanh hơn, gọi là bốn thờ các bạn, bốn thờ chính, còn lại phù thì rất là phù đấy thì rất là nhiều rồi. Phù đấy thì không thì là nhiều người quá đây. Đấy, đang chặt cây đi. Chở cây từ trong bản ra các bạn, chở cây từ trong bản đi ra là để mà dừng lên ấy, làm đa đấy, để mà lập tôn hoặc lập cỏ gì ấy. Đấy, cái là chặt rất nhiều đây. Đúng là ba thờ, bốn thờ các bạn, bốn thờ hiện tại là tất cả là bốn thờ chính. Thì là sẽ là một thờ là sẽ xây một dọc, sẽ thờ một thờ sẽ xây một dọc nhà này. Từ kia ra ba thờ, có một thờ sẽ làm bên này đây. Đó, hiện tại đang xây đây. Đó, hiện tại đang xây đây. Đây. Đấy, nhà mà để đồ đạc các bạn, đồ đạc đây cho ở đống này cũng ở, nó giống vừa đồ đạc vừa ở đấy các bạn, bỏ mấy cái giường đóng để mà ngủ lại đấy. Đấy, còn bên kia là dọc nhà đấy, được mặt khoảng tầm 40 cái đó, 40 cái. Thì đó là cái thời gian hiện tại là phải chờ máy móc nó quá lâu các bạn. Đấy. Mình không thể làm được cái gì hơn nữa. Chứ cày ở đấy thì không trâu bò cũng thể cày được. Vì đất rất là cứng, vì là bỏ hoang bao nhiêu năm không làm việc đấy các bạn, rất là cứng cho nên là không thể làm được. Đây, tôi bây giờ sẽ lên đến đây gặp cái anh máy cày đó. Hôm nay thấy anh đến là mình vui đấy các bạn, mình vui mừng đây. Cứ thấy đến là vui đã. Để mà được việc cho mình đã. Cùng người dân bản là vì sắp vào mùa mưa đấy các bạn. Thì hy vọng là mùa mưa sẽ sớm đến hơn. Còn như bây giờ hiện tại là rất cực kỳ nóng nặng và gay gắt luôn. Ngoài trời hiện tại bây giờ là nhiệt độ khoảng tầm 35 độ các bạn, 35 độ. Đã tích cực. Chúng là ở phía dưới này các bạn này là ở cái đoạn này là sẽ trồng được này. Cái cây sau lên xong là sẽ trồng trước. Còn phía trên này chủ yếu trồng ngô các bạn, phải mưa xuống. Đấy, đứng kia. Mẹ là cũng có nhờ anh quản lý là cũng có xe ba gác ấy, mình nhờ anh ấy các bạn là nhờ là ví dụ như anh ấy đi chở hàng ở đâu ấy, tiền quá huyền ấy thì hỏi cho mình cái. Nhưng mình không có thời gian được. Ok các bạn, thì hiện tại là cả hàng trăm người là chờ chỉ mình chơi một cái máy thôi. Đất này rất là cứng.
sơ sóng cả đây. Giờ chỉ mấy cây là chia ra thôi. Chia thì mình sẽ chia dọc nha bạn, chia dọc từ chạy dài đến kia tần xuống dưới, tần xuống như này luôn này. Đấy. Tần xuống dưới cái chỗ lán dưới kia luôn. Đấy, mọi người đang đổ gạch, đang đóng gạch gì kia đấy. Đang tập kết gạch để cho thợ sấy đấy. Đấy, mình sẽ chia dọc như này. Một dọc này, ba dọc thành bốn dọc nha bạn, bốn dọc. Còn chạy dài đến kia thì chỉ cái đấy thôi. Chủ yếu là chia làm sao để mà ở phía dưới này là có những bản nào cũng có cái mảnh đất đẹp để làm cả đấy. Đấy, anh quản lý ấy. Không biết họ xem thế nào ấy. Chúng lên đây thì ngày mai mình sẽ đi mua rau. Mình sẽ đi mua rau để cho anh lại máy cái máy này là một tiền mình cũng phải trả các bạn. Tiền mình vì đến huyện họ giúp đỡ. Là mình chỉ bỏ chi phí tiền rau thôi. Như thế là cũng quá ok, này có thuế cũng được. Giờ đang rất cần. Quá cần ấy. Bây giờ nó sóng xuôi cả rồi, sạch xè cả rồi. À, đứng học chuyển. Muốn đi à? Có bài tao đâu ấy? Có anh đâu cả? Ờ, cả nào? Có bài con đi? Xì xì. Aquela hora quando eu comunico com o chefe, na verdade aqui é o dono da máquina, veio da comuna do Walker. Ele? E agora veio ver a fazenda conforme está, para iniciar os trabalhos. Sim. Mas a primeira coisa ele ainda veio ainda chegar aqui para ver como está o terreno, para já iniciar o serviço. Ok. Sim. Mas está aquecido para chegar com o banho? Chega com o banho! Me dá um treino! Como é? Ah, veio tudo bem, né? Sim, sim. Ok. Esse hoje ó, do máquina lá já tá bom? Já, de momento a máquina tá pronta. Só vim aqui para pelo menos encarar o terreno. Sim. Já, para ver o trabalho. O que é que podemos usar aqui, essa rua, a grade. Para amanhã de manhã. Yeah. Começamos a fazer. Aí é? Sim. Amanhã? Sim, amanhã. Ok, muito obrigado. Ok. Sim, sim. É. Daí lá, anh ấy bảo là ngay, hôm nay anh ấy xuống là tên Huyền cử, anh ấy xuống là để xem đất đá như nào và cần những cái dụng cụ gì đấy các bạn. Giống như anh quản lý hồi sáng gọi cho mình đấy, thì là để sáng ngày mai là máy bắt đầu xẻ cây. Cái gì amanhã kêu nè? Amanhã probablemente 8 giờ. 8 giờ à? Esse já vê tudo aqui? Sim. Esse aqui tá preciso só sair rua, né? Só. Esse depois qual coisa? Esse depois em direita ou fazer pequeno é bom. Ele vai fazer como sara. Ah, ok, já sabe. Sim. Esse vai contar com como sarou? Sim, vai, sarou. Ok. De momento a terra não está assim muito. Sim, porque esse terreno assim muito tempo não fazia. Ah, ok. Porque esse eu estava decidindo sarou para fundo. Fundo. Tá já bem, né? Fundo. Depois vou ficar mais uma semana. Depois melhor chuva caiu, né? Esse tempo aqui chuva nunca caiu, por quê? Vai cair. Esse lado do balão do rombo já caiu bué, já sempre, todo dia caiu. Clima também é um bocado assim diferente. É por isso que lá a primeira coisa ainda tem que iniciar mesmo lá no Bailunga. Mas daqui também tem uma esperança, daqui a essa semana mesmo. Ah. Nos dia 15, a chuva vai cair. Mas aquela hora de manhã você anda vai lá do hockey? Sim, de manhã aquela hora fui no hockey, fui ter com o senhor da máquina, yeah. Fui conversar com ele, me aceitou muito bem. Passei de três aqui para ver a fazenda conforme está. Cũng ra anh quản lý rất là nhiệt tình, mặc dù là bận hàng trăm công nghìn việc đấy các bạn, nhưng mà đã cũng là giúp đỡ mình vì các bạn đấy thực sự là ở trong bản xấu xa quá đấy các bạn, các bạn cũng ít khi mà đi ra huyền lắm cho nên là cũng ít biết về những cái vấn đề ấy. Thì hôm kia là có bác trên huyền xuống, bác đã cho mượn máy rồi thì là nói là đáng lẽ đã đầu tuần trước các bạn, đầu tuần trước đã làm rồi, nhưng mà máy là rất là nhiều bản muốn sử dụng, muốn rất là nhiều nơi muốn sử dụng các bạn, vì được có một máy đi mượn đến tỉnh về đấy dùng của Ferry các bạn đấy, làm đây là hỏng học cái này hỏng học cái kia cho nên là Huy phải sửa đây là cũng phải chơi rất lâu, cũng phải nói từ nhiên mà được đâu, nhưng mà để như vậy là nói chung như thế là được rồi. Cảm ơn rất là nhiều rồi các bạn đấy. Đấy, rất là nhiệt tình. Em tao muốn tôi đi gai rồi nhá. Mẹ đây cũng còn như anh quản lý là anh ấy đi chạy hàng hóa đây, anh ấy giúp mình lên đến huyền hỏi đấy các bạn. Em xin xem đây ta là bao nhiêu bệnh đấy. Nào, ta bao nhiêu ta bao nhiêu bệnh. Xin. Em tao đúng mà về luôn. Bút ô lê, em xin lá. Em xin aki, bà tia aki.
Ah, thế là đủ cái đủ giang của friend thì đủ ở đủ giang của sim, até aí sim, até boa mais depois importante mais te ajuda só com máquina para ele que esse ok vai aqui olha đấy mình sẽ như anh ấy là sẽ là kẹo cho mấy cái khúc cấy các bạn khúc cấy đây to quá không nặng quá không người dân cũng thể bế nổi được chặt đi chặt mãi mà vì to quá các bạn esse lá tem lá tem bucaru de que pau lá sim depois bot án mara depois cursa su para cursa sim sim porque esse tá muito pesado ok já esse vai quanto te esse aqui vai fazer quanto dia mais ou menos não consigo mais ou menos dar o tempo né isso vem se trabalhando assim a trabalhar quando do até quando acabar já isso aqui mais ou menos até é só mesmo no final de semana ah é só no final de semana 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 é muito yeah. É sim ah grande yeah, anh ấy bảo là đất rất rộng chứ chắc là phải một tuần mới xong nhưng mà chúng không sao đâu còn trên dâu thì mình sẽ bỏ ra mình sẽ múa dâu thôi không mất gì cả mất chất một trên dâu thôi trên án của anh ấy thì mình sẽ cho xem anh ấy đông để làm cho nhiệt tình hay bằng cái gì cũng ra không vậy chứ cái siaki ta bên là tính đối bao gần bạc tí kê là sinh Amara aku salah. Oh, ana dai. Esse agora tem trabalho? Tenho trabalho mesmo assim, sobre então. Então, foi culpado então. Vamos outro trabalho. Qual é que depois você vai para ver, já? Dạ tao đây để cho anh quản lý rồi bây giờ anh ấy bảo là để anh ấy về đi làm việc của anh ấy các bạn hôm sáu đấy mình sẽ nói chuyện về anh thờ đây anh lại máy đấy dạ mai mà về đi ra rồi chứ rất là nhiệt tình nha bạn nhờ cái là chạy vì có xe ba gác mấy ngày không chạy đi các chỗ khác để lấy đồ đấy các bạn dạ chào nhá chào các bạn anh nè dạ xe ba sổ nhá ok đây để cho anh ấy về đi làm việc của anh ấy còn bây giờ mình thấy là mình nói chuyện là mình sẽ lấy số điện thoại của anh ấy luôn là sáng ngày mai là sẽ máy sẽ đến làm đấy các bạn. Thế xe agora bây giờ là phải quan trọng là phải xử lý mấy cái gốc cây này còn mấy cái gốc to đằng kia kìa. Đấy. Amelia một đấy mấy cái gốc đấy thì cũng có hai cái gốc đấy thôi. Hả? À? Anh ấy bảo là quá rồng bảo rồng quá đấy các bạn bảo rồng quá anh lại là bảo là rất là rồng chứ thầy lờ chỗ nào mà rồng làm anh này lại bên huyện bên tỉnh đó bạn đấy vì họ thuê lại mà nên là anh này bảo là chứ có chỗ nào mà tôi đi lại thì cây mà nhìn thấy đất rồng như ở đây esi mày nunca no sao nào esi ya tira ya eso amara esi so amara para cursa anh ở trong cây một tuần hai tuần là chúng là máy xuống là vui rồi khi mà máy là đến xuống đấy các bạn thì lúc nào sóng thì mới về chứ không có cái chuyện mà làm giờ đi về đâu không có đâu đấy mình giờ cái trống là máy đến nơi đây máy lúc nào máy nằm tới cái mảnh đất này là mình lúc đó mới yên tâm được còn mấy lâu nay là mình cứ gọi liên tục gọi điện thoại liên tục để hội để giúp đấy còn muốn cay lên để phơi thêm một hai hôm nữa là hoặc là mấy hôm nữa là trời mưa xuống là vừa đẹp lắm các bạn đâu là trồng trọt thôi tiến hành trong ngô trong khoái thôi. Esse aqui amara, tá vendo? Yeah, aqui é só coisa, só preparar a corda que a gente vai amarrar com ele. Esse corda é o corrente? Corrente. Milho é são corrente, né? Corrente. Mas tem que ser uma corrente comprida. Ah, comprida? É. Esse você tem corrente? É, dá um bom espaço. Lá, já. Tem? Já, leva só esse, vai lá. São três, né? Dạ, esse um, dois, aqui três đây. Okay. Esse para levar, passa lá para ele. Ou por meter aqui do lado do rio. Esse para levar, vai lá para ele. Okay. Đấy, giờ là mừng rồi con, mừng đấy các bạn luôn. Cũng là để mình thấy sáng sớm đấy, anh quản lý gọi là mình vui đây. Hôm nay là các bạn trường bản, hôm nay là có người mất cho nên không đến. Thì ngày mai thì các bạn sẽ ra thôi. Đấy, trong thờ Hồ Lam, trong khoảng 10 ngày là xong hết nhai, còn khoảng 10 ngày nữa. Nhà cửa sóng suối là đất đá cũng cay kiệt sóng suối là bắt đầu ổn định đấy là mình cũng đỡ mệt đây đấy cẩn bản là cũng là đỡ đấy đỡ rất nhiều đấy.
Anh ấy bảo là lâu lắm, cái này phải sẽ cay chỗ này phải bắt một tuần, thì một tuần cũng được thôi, không sao. Em xin khi bắt được cái là vậy thế là lịch sử mà thu đủ mấy người ra. Đấy, phải làm quen dân đấy các bạn, để mà nhớ chứ. Để mà nhớ chứ. Đấy sao chẳng được là một phần lá. Dạ, cho nó tụi nó được đi. Ôn đi tên sẽ nào, ạ, cái xin mà ta mình. Xin mãi depende esi milio e fa de esi budu ba su primer uta veri esi bate aqui aqui vamos deixar te lá embaixo no rio si si esi aqui vai fazer do pau vai até lá do do ba su depois subiu aqui do lado aqui também corre vai lá depois subiu cima vai lá ó nói hoje tu hora à ngày mai là khoảng 8 giờ sáng là bắt đầu làm việc các bạn. Ôi, hôm nay là nhè cái người, nhè hết người luôn. Mày lâu hôm nay là tuần. Hả? Ê chị buru cái tên Are à, ta về đi. Ê chị tên Are à. Ê chị buru phải phải ra công xa đã ta về đi. Mai quan nó xa đã. Ê chị lên nào, ở nào vì ra mùi tù. Quan nó chú và cái yếu. Ê chị tâm anh vay bù ra, ta về đi. Em kêu em bù ra mùi tù phun qua cái bà ra vì ra lên xì mà. Bà ra quan nó chú và ele não foi a toa assim. Esse são frente, são areia. Agora vai fazer com Sara, bode. Mas ele não não vai chegar muito fundo. Porque eu tá quero fundo, tá vendo? Sim. Essa rua vai, vai. Essa rua tem de baixo tudo já. Aí mình bảo anh ấy là làm cho cái cho làm cho ạt giảm các bạn, vì là muốn cây thật xấu ở phía trên này toàn cát các bạn, cát đấy này. Toàn cát như này cả, này thấy chưa? Đây. Cho nên nếu mà mưa xuống nó sẽ tối đấy, mưa xuống nó sẽ tối, nếu mưa lớn nó sẽ tối. Quá đâu chú vào cái đan đi, Eli vai sai vì đi bốn phía số pè à, em chỉ coi ra sai tu đua kì, xin mấy người ra sai, đi bốn cái ria ông mà đi ông bị tu kì. Sắp tới ra passo sarro. Ali á? Aquí ya passo sarro también. No, no va a ser primera vez. Hả? Em chỉ trong sarro đi bôi lấy chim mà kia tao mình. Vai về lại này. Tại vì đất đây toàn đất cát cả đấy còn. Một cây làm sao mình nó chơi cái máy cây để làm sao đấy chứ. Cây được cho xấu một lần như vậy thôi. Chứ mà không mà để thế này thì để người dân làm cũng ok, nhưng mà để mưa xuống mình chờ đất tối hết đấy. Mưa xuống là mình chờ sẽ bị tối. Thì hàng trăm người chơi một cái máy các bạn. Cũng rất là mất thời gian, mất công lắm, nhưng mà thôi phải chấp nhận thôi. Muốn sau này có cái năng suất cao thì phải chấp nhận từ từ thôi. Làm mà nhanh vội vã thì sau này hiệu quả sẽ không đạt. Ta cho về đấy. Ở đấy thì đã cay rồi, ở đấy thì ấy rồi chứ, chỉ cần trở lại là cũng ok thôi. Chưa? Ấy xe kia ta bây. Bà xe kia thì ạc lì đục bao là? Grande. Sì, ạc grande là. Bà ạ tên là? Đục bao grande để xe là tên là nổ rìu. À, cómo? Do pau grande, de ser assim até lá no rio. Sim, vai chegar do rio lá. Okay. Aquele do rio lá. Okay. Ó, vamos ver aqui. Mình chờ bên dưới đây, đặt chỗ này dưới này cứng lắm rồi. Đây cái chia dọc thẳng như này, chạy dây như này là bộ bản nào bản nào, của bản nào là bản đấy từ trong. Đấy. Mình sẽ cung cấp giống ở đâu thì phải cung cấp giống như người ta. Sau này là một lần, hai lần, lần thứ ba thì sẽ là người ta từ làm được rồi. Giống như ở đóng trang trại đấy các bạn. Còn một sáu một khố thì sẽ trong bên dưới kia. Rau củ quả rồi đi bán. Ao này. Ở bãi Buri tụi đi. Đây anh này bảo chỗ này mà cây đấy nó sẽ cây sáu sẽ rất là đẹp. Đây mà các bạn mình chờ chỗ này này. Chờ cái chỗ này đấy. Này. Em xin tâm anh cái ta bông. Aquí a tierra está un poquito en el río. Ah, ese es el... Esa está diferente de aquella. Sí, sí. Ese nunca se arruga. Nunca se arruga. Nunca. Đấy, anh ấy bảo là ở đấy là chưa lần nào cay các bạn, chưa lần nào cay hết này. Chỗ này vẫn cứng hơn đấy, chỗ này là vẫn cứng đấy. Cái này mà cuộc ta thì chỉ có gãy hết cuộc, còn gãy hết luôn đấy các bạn. Nói thôi, chứ có mẹ thôi, cũng sợ. Ở đấy đây làm thì làm cho hết luôn đấy các bạn. Nhẹ người các bạn, nhẹ người luôn. Nghe cái tin này là mình nhẹ người luôn. Vậy bà tiêu kênh là, thôi đi.
phun đùng. Anh em bảo sao mà dài thế này, dài đồng thế này. Sau đó sẽ làm một cái đường thẳng các bạn, đường thẳng. Một cái đường thẳng từ đây, từ đây này xuống chạy xuống về cái lán đứng ở luôn, chạy xuống nhà luôn. Là một cái đường thẳng theo trong cái hai bên này. Đấy, trong cái hai bên. Đấy, để ngắn của bản nào ấy, để ngắn các bạn, ngắn của bản nào là sẽ trong một dãy cái là một cái đường đường vừa vừa như này đây. Ôi tua rồi đấy. Ôi tua rồi. Tạm ơn. Ngày mai 8 giờ sáng là anh ấy sẽ có mặt tại đấy các bạn. Thì như vậy là mọi thứ bây giờ là đã xong xuôi rồi. Từ khi bác Bí Thư Huyền mở lời cho đến tận bây giờ là một tuần. Nhưng mà không sao các bạn. Cũng là không phải là của hồ. Cái máy này không phải trên huyền đấy. Cái máy người ta đi mượn về qua huyền này, qua huyền khoảng này là. Ví dụ như đến cái huyền nào là người ta lấy dùng đấy. Thì họ mới chuyển dần dần mới về đến đây. Được như vậy là quá tốt rồi. Đấy, đến bây giờ là mình cũng nhẹ lòng rồi. Đấy, đợi với hàng trăm người dân đứng chờ một cái máy. Thì cũng là thời gian này thì cũng không phải chờ đợi gì. Nhưng mà cũng làm đóng gạch thế kia để mà làm nhà. Yên tâm. Dạ. Bye my best. Muito obrigado. Para esse amanhã 8 horas, né? Ok, tá bom. Amanhã 8 horas. Xin xin tao. Đấy thì ok các bạn, thì ngày hôm nay là đón nhận được tin rất là vui khi được anh lái máy cày là xuống đấy và xem cái mảnh đất này, và sáng ngày mai là máy sẽ xuống đấy làm việc. Thì mong sao là mọi việc sẽ là ổn định, là để cho người dân là vào việc trồng trọt một cái mùa mưa sắp tới, là cầu mong cho người ta được thật nhiều năng suất, vì là cái mùa đầu là phải được nhiều năng suất để cho người ta tin tưởng và chuyển ra đây làm việc sinh sống để mà để ở đấy các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ chở anh ấy đi ra ngoài đây, là mình cũng về đi mua dâu nữa các bạn, về phải đi tập kết dâu, phải đi mua cán đó, về mua khoảng tầm vài ba chục cán như đấy ra đưa anh để đấy để dùng dân. Có lỡ mình cày ngày đầu ngày thứ hai khả năng mình không ở đấy chẳng hạn, hoặc mình bận việc đâu thì cũng có dâu đấy mà dùng thôi. Chứ dâu ở dưới huyền này là không có bán dâu, nhưng mà phải về thành phố mới có dâu được. Tá grande, né? É grande. É muito grande. Muito grande? Ah, sim, sim. Sí, sí. Não lava a pena? Muito grande. Anh ấy bảo là lồng rồng lớn. Đối rồng lớn thì cũng là mà sau đấy mình sẽ bôi dưỡng cho anh ấy thêm. Nói chung là cái gì cũng vậy các bạn. Phải ấy để làm cho nhiệt tình. Vì là máy không trả tiền mà. Tiền thuế máy không trả mà, cho nên là bồi dưỡng cho anh lái máy cũng được, không sao. Hồi như vậy là quá vui đấy. Mình lo lắng từ cả tuần được tới đấy, chờ hồi hộp chờ để bác Bí Thư Huyền gọi cho mình đấy các bạn. Đấy, đến tận mãi đến hôm nay. Vì mình sờ mưa xuống đấy, sờ mưa xuống là người dân chưa có việc ấy làm ấy. Nên giờ mà cay sóng là mưa xuống là vừa đẹp luôn. Ok các bạn, thì ngày hôm nay là đón nhận được cái tin rất là vui. Gọi là hồi hộp nhất đấy. Đấy là ngày mai là máy cày sẽ lên là cày để cho người dân là bước vào mùa mưa là có một cái mùa vụ là phát triển hơn nữa. Thì video của mình là hôm nay cũng xin phép được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khó bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Dạ. Vừa đi cày rồi chứ?